Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. 4 La Mã: Quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư. 1. Tuần hoàn và chu truyền của tư bản. Sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa quá trình sản xuất và quá trình lưu thông. Lưu thông của tư bản, theo nghĩa rộng, là sự vận động của tư bản, nhờ đó mà tư bản lớn lên và thu được giá trị thặng dư, cũng tức là sự tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. A. Tuần hoàn của tư bản. Tư bản công nghiệp, với nghĩa các ngành sản xuất vật chất, trong quá trình tuần hoàn đều vận động theo công thức. Tiền và hàng sẽ mua sức lao động và tư liệu sản xuất. Tiếp tục sản xuất sẽ cho ra hàng và tiền. Sự vận động này trải qua 3 giai đoạn, 2 giai đoạn lưu thông và 1 giai đoạn sản xuất. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn lưu thông. Nhà tư bản xuất hiện trên thị trường các yếu tố sản xuất để mua tư liệu sản xuất và sức lao động. Quá trình lưu thông đó được biểu thị như sau. Tiền và hàng cho ra sức lao động và tư liệu sản xuất. Giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản tiền tệ. Chức năng giai đoạn này là mua các yếu tố cho quá trình sản xuất, tức là biến tư bản tiền tệ thành tư bản sản xuất. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn sản xuất. Hàng sẽ mua tư liệu sản xuất và sức lao động. Tiếp tục sản xuất sẽ cho ra hàng. Trong giai đoạn này, tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản sản xuất, viết tắt là TBSX, có chức năng thực hiện sự kết hợp hai yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động để sản xuất ra hàng hóa mà trong giá trị của nó có giá trị thặng dư. Trong các giai đoạn tuần hoàn của tư bản, thì giai đoạn sản xuất có ý nghĩa quyết định nhất vì nó gắn trực tiếp với mục đích của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Kết thúc của giai đoạn thứ hai là tư bản sản xuất chuyển hóa thành tư bản hàng hóa. Giai đoạn thứ ba, giai đoạn lưu thông, là hàng phết và tiền phết. Trong giai đoạn này, tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản hàng hóa. Chức năng là thực hiện giá trị của khối lượng hàng hóa đã sản xuất ra. Trong giai đoạn này, nhà tư bản trở lại thị trường với tư cách là người bán hàng. Hàng hóa của nhà tư bản được chuyển hóa thành tiền. Kết thúc giai đoạn thứ ba, tư bản hàng hóa chuyển hóa thành tư bản tiền tệ. Đến đây, mục đích của nhà tư bản đã được thực hiện. Tư bản quay trở lại hình thái ban đầu trong tay chủ của nó, nhưng với số lượng lớn hơn trước. Sự vận động của tư bản qua 3 giai đoạn nói trên là sự vận động có tính tuần hoàn. Tư bản ứng ra dưới hình thái tiền và rồi đến khi quay trở về cũng dưới hình thái tiền, có kèm theo giá trị thặng dư. Quá trình đó tiếp tục được lặp đi lặp lại không ngừng, gọi là sự vận động tuần hoàn của tư bản. Vậy, tuần hoàn của tư bản là sự vận động liên tục của tư bản trải qua 3 giai đoạn, lần lượt mang 3 hình thái khác nhau, thực hiện 3 chức năng khác nhau, để rồi quay trở về hình thái ban đầu có kèm theo giá trị thặng dư. Tuần hoàn của tư bản chỉ có thể tiến hành bình thường trong điều kiện các giai đoạn khác nhau của nó, không ngừng được chuyển tiếp. Mặt khác, tư bản phải nằm lại ở mỗi giai đoạn tuần hoàn trong một thời gian nhất định. Hay nói cách khác, tuần hoàn của tư bản chỉ tiến hành một cách bình thường khi hai điều kiện sau đây được thỏa mãn. Một là, các giai đoạn của chúng diễn ra liên tục. Hai là, các hình thái tư bản cùng tồn tại và được chuyển hóa một cách đều đặn. Vì vậy, sự vận động tuần hoàn của tư bản là sự vận động liên tục không ngừng, đồng thời là sự vận động không đứt quãng. Phù hợp với 3 giai đoạn tuần hoàn của tư bản, có 3 hình thái của tư bản công nghiệp, tư bản tiền tệ, tư bản sản xuất và tư bản hàng hóa. Để tái sản xuất diễn ra một cách bình thường thì tư bản xã hội cũng như từng tư bản cá biệt đều tồn tại cùng một lúc dưới cả 3 hình thái. 3 hình thái của tư bản không phải là 3 loại tư bản khác nhau, mà là 3 hình thái của một tư bản công nghiệp biểu hiện trong quá trình vận động của nó. Song cũng trong quá trình vận động ấy đã chứa đựng khả năng tách rời của 3 hình thái tư bản. Trong quá trình phát triển của tư bản chủ nghĩa, khả năng tách rời đó đã làm xuất hiện tư bản thương nghiệp và tư bản cho vay, hình thành các tập đoàn khác trong giai cấp tư bản.
chủ công nghiệp, nhà buôn, chủ ngân hàng, v.v. chia nhau giá trị thặng dư. B. Chu chuyển của tư bản. Sự tuần hoàn của tư bản, nếu xét nó với tư cách là một quá trình định kỳ đổi mới và thường xuyên lặp đi lặp lại, thì gọi là chu chuyển của tư bản. Những tư bản khác nhau chu chuyển với vận tốc khác nhau tùy theo thời gian sản xuất và lưu thông của hàng hóa. Thời gian chu chuyển của tư bản bao gồm thời gian sản xuất và thời gian lưu thông. Thứ nhất, thời gian sản xuất là thời gian tư bản nằm ở trong lĩnh vực sản xuất. Thời gian sản xuất bao gồm thời gian lao động, thời gian gián đoạn lao động và thời gian dự trữ sản xuất. Thời gian sản xuất của tư bản dài hay ngắn là do tác động của nhiều nhân tố như tính chất của ngành sản xuất, quy mô hoặc chất lượng các sản phẩm, sự tác động của quá trình tự nhiên đối với sản xuất, năng suất lao động và tình trạng dự trữ các yếu tố sản xuất. Thứ hai, thời gian lưu thông là thời gian tư bản nằm trong lĩnh vực lưu thông. Trong thời gian lưu thông, tư bản không làm chức năng sản xuất, do đó không sản xuất ra hàng hóa, cũng không sản xuất ra giá trị thặng dư. Thời gian lưu thông gồm có thời gian mua và thời gian bán hàng hóa. Thời gian lưu thông dài hay ngắn phụ thuộc các nhân tố sau đây: thị trường xa hay gần, tình hình thị trường xấu hay tốt, trình độ phát triển của vận tải và giao thông. Thời gian chu chuyển của tư bản càng rút ngắn thì càng tạo điều kiện cho giá trị thặng dư được sản xuất ra nhiều hơn, tư bản càng lớn nhanh hơn. Các loại tư bản khác nhau hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau thì số vòng chu chuyển không giống nhau. Để so sánh tốc độ vận động của các tư bản khác nhau, người ta tính số vòng chu chuyển của các loại tư bản đó trong một thời gian nhất định. Tốc độ chu chuyển của tư bản là số vòng, tức là số lần chu chuyển của tư bản trong một năm. Ta có công thức số vòng chu chuyển của tư bản như sau: N nhỏ bằng CH lớn trên CH nhỏ. Trong đó, N nhỏ là số vòng hay lần chu chuyển của tư bản. CH lớn là thời gian trong năm, CH nhỏ là thời gian trong một vòng chu chuyển của tư bản. Ví dụ, một tư bản có thời gian một vòng chu chuyển là 6 tháng, thì tốc độ chu chuyển trong năm là N bằng 12 tháng trên 6 tháng bằng 2 vòng. Như vậy, tốc độ chu chuyển của tư bản tỷ lệ nghịch với thời gian một vòng chu chuyển của tư bản. Muốn tăng tốc độ chu chuyển của tư bản, phải giảm thời gian sản xuất và thời gian lưu thông của nó. C. Tư bản cố định và tư bản lưu động. Các bộ phận khác nhau của tư bản sản xuất không chu chuyển giống nhau. Căn cứ vào phương thức chu chuyển khác nhau của từng bộ phận tư bản, người ta chia tư bản sản xuất thành tư bản cố định và tư bản lưu thông. Thứ nhất, tư bản cố định là bộ phận tư bản sản xuất tồn tại dưới dạng máy móc, thiết bị, nhà xưởng, v.v. tham gia toàn bộ quá trình sản xuất, nhưng giá trị của nó không chuyển hết một lần vào sản phẩm, mà chuyển dần từng phần theo mức độ hao mòn của nó trong thời gian sản xuất. Tư bản cố định được sử dụng lâu dài trong nhiều chu kỳ sản xuất và nó bị hao mòn dần trong quá trình sản xuất. Có hai loại hao mòn là hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. Hao mòn hữu hình là hao mòn về vật chất, hao mòn về cơ học có thể nhận thấy. Hao mòn hữu hình do quá trình sử dụng và sự tác động của tự nhiên làm cho các bộ phận của tư bản cố định dần dần hao mòn đi tới chỗ hỏng và phải được thay thế. Hao mòn vô hình là sự hao mòn thuần túy về mặt giá trị. Hao mòn vô hình xảy ra ngay cả khi máy móc còn tốt, nhưng bị mất giá vì xuất hiện các máy móc hiện đại hơn, rẻ hơn hoặc có giá trị tương đương nhưng công suất cao hơn. Để tránh hao mòn vô hình, các nhà tư bản tìm cách kéo dài ngày lao động, tăng cường độ lao động, tăng ca kíp làm việc, v.v. nhằm tận dụng máy móc trong thời gian càng ngắn càng tốt. Tăng tốc độ chu chuyển của tư bản cố định là một biện pháp quan trọng để tăng quỹ khấu hao tài sản cố định, làm cho lượng tư bản sử dụng tăng lên, tránh được thiệt hại hao mòn hữu hình do tự nhiên phá hủy và hao mòn vô hình gây ra, nhờ đó mà có điều kiện đổi mới thiết bị nhanh. Thứ hai, tư bản lưu động là bộ phận tư bản sản xuất tồn tại dưới dạng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ, sức lao động, v.v. Giá trị của nó được hoàn lại toàn bộ cho các nhà tư bản sau mỗi quá trình sản xuất, khi hàng hóa được bán xong. Tư bản lưu động chu chuyển nhanh hơn tư bản cố định. Việc tăng tốc độ chu chuyển của tư bản lưu động có ý nghĩa quan trọng
Một mặt, tốc độ chu chuyển của tư bản lưu động tăng lên sẽ làm tăng lượng tư bản lưu động được sử dụng trong năm, do đó tiết kiệm được tư bản ứng trước. Mặt khác, do tăng tốc độ chu chuyển của tư bản lưu động khả biến, làm cho tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư hàng năm tăng lên. Căn cứ để phân chia tư bản sản xuất thành tư bản cố định và tư bản lưu động là phương thức chuyển dịch giá trị khác nhau của từng bộ phận tư bản trong quá trình sản xuất. 2. Tái sản xuất và lưu thông của tư bản xã hội. A. Một số khái niệm cơ bản của tái sản xuất tư bản xã hội. Thứ nhất, tổng sản phẩm xã hội. Tổng sản phẩm xã hội là toàn bộ sản phẩm mà xã hội sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm. Tổng sản phẩm xã hội được xét cả về hai mặt, giá trị và hiện vật. Về mặt giá trị, tổng sản phẩm xã hội được cấu thành bởi ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất là giá trị bù đắp cho tư bản bất biến, tức là C, hay giá trị những tư liệu sản xuất đã tiêu hao trong sản xuất. Bộ phận này được dùng để bù đắp các tư liệu sản xuất đã hao phí trong chu kỳ sản xuất. Bộ phận thứ hai là giá trị bù đắp cho tư bản khả biến, viết tắt là V, hay là giá trị của toàn bộ sức lao động xã hội đã tiêu hao. Khoản giá trị này ngang bằng với tổng số tiền công trả cho sức lao động tham gia vào quá trình sản xuất. Bộ phận thứ ba là giá trị của sản phẩm thặng dư, viết tắt là M. Khoản giá trị này do lao động thặng dư của xã hội tạo nên. Giá trị của tư liệu sản xuất đã tiêu hao được gọi là giá trị cũ chuyển dịch. Giá trị sức lao động và giá trị sản phẩm thặng dư được gọi là bộ phận giá trị mới. Như vậy, giá trị của tổng sản phẩm xã hội cũng như giá trị của một hàng hóa được phân giải thành C cộng V cộng M. Về mặt hiện vật, tổng sản phẩm xã hội gồm có tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng do hình thức tự nhiên của nó quyết định. Ví dụ, sắt, thép chỉ có thể dùng làm nguyên liệu cho sản xuất, bánh mì chỉ dùng để ăn. Như vậy, mỗi vật phẩm đều được dùng hoặc để tiêu dùng cho sản phẩm, các tư liệu sản xuất, hoặc cho các cá nhân, các tư liệu tiêu dùng. Có những vật phẩm vừa có thể tiêu dùng cho sản xuất và có thể tiêu dùng cho cá nhân, nhưng nhất định mỗi vật chỉ có thể dùng vào một trong hai mục đích đó. Thứ hai, hai khu vực của nền sản xuất xã hội. Xuất phát từ tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, Các Marx coi hai mặt giá trị và hiện vật của tổng sản phẩm xã hội là hai tiền đề lý luận quan trọng để nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hội. Nếu trong tái sản xuất ở các doanh nghiệp cá biệt, mặt giá trị có vai trò quan trọng, thì trong tái sản xuất tư bản xã hội, với tư cách tổng hòa hành vi tái sản xuất của các doanh nghiệp cá biệt, mặt hiện vật của tổng sản phẩm xã hội lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là hiện vật tổng sản phẩm xã hội được các Marx phân chia thành hai loại, tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng. Do đó, nền sản xuất xã hội được chia thành hai khu vực. Khu vực 1, sản xuất tư liệu sản xuất. Khu vực 2, sản xuất tư liệu tiêu dùng. Trên thực tế, ranh giới giữa khu vực 1 và 2 không phải lúc nào cũng rõ ràng. Có thể một số ngành vừa thuộc khu vực 1, vừa thuộc khu vực 2, than vừa sản xuất ra để luyện thép, vừa sản xuất để làm chất đốt cho tiêu dùng hàng ngày của nhân dân, hay là ngành nông nghiệp. Xét về mặt sản xuất ra lúa, gạo, thịt, sữa, v.v. trực tiếp phục vụ cho tiêu dùng của con người thì thuộc khu vực 2, nhưng nếu xét về mặt sản xuất ra nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến thì nó lại thuộc khu vực 1. Thứ ba, về tư bản xã hội. Tư bản xã hội là tổng hợp các tư bản cá biệt của xã hội vận động đan xen nhau, liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau. Tham gia vận động của tư bản xã hội có cả tư bản công nghiệp, tư bản thương nghiệp, tư bản ngân hàng, v.v. Nhưng ở đây, nghiên cứu trừu tượng về tái sản xuất và lưu thông của tư bản xã hội, nên các Marx đã khẳng định tư bản công nghiệp vẫn là một thể thống nhất, chưa xét từng loại tư bản cụ thể. Thứ tư, những giả định của các Marx khi nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hội. Khi nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hội, các Marx đã nêu ra 5 giả định sau đây. 1. Toàn bộ nền kinh tế trong nước là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa thuần túy, nghĩa là mối quan hệ kinh tế trong xã hội chỉ gồm có mối quan hệ giữa nhà tư bản với công nhân. 2. Hàng hóa luôn được mua và bán theo đúng giá trị, giá cả phù hợp với giá trị. 3. Cấu tạo hữu cơ tư bản không đổi. 4.
toàn bộ tư bản cố định đều chuyển hết giá trị của nó vào sản phẩm trong một năm. 5. Không xét đến ngoại thương. Những giả định đó chỉ nhằm mục đích đơn giản hóa việc tính toán, chứ không hề xuyên tạc bản chất của vấn đề nghiên cứu, vì vậy đó là những giả định khoa học. B. Điều kiện thực hiện trong tái sản xuất, giản đơn và tái sản xuất mở rộng tư bản xã hội. Thứ nhất, điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn. Trong tái sản xuất giản đơn, toàn bộ giá trị thặng dư được sử dụng hết cho tiêu dùng cá nhân của nhà tư bản. Vì vậy, để nghiên cứu điều kiện thực hiện tổng sản phẩm xã hội, quan hệ giữa tổng cung và tổng cầu về tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng trong tái sản xuất giản đơn, các Marx đưa ra mô hình sau. Khu vực 1. 4.000C cộng 1.000V cộng 1.000M bằng 6.000 tư liệu sản xuất. Khu vực 2. 2.000C cộng 500V cộng 500M bằng 3.000 tư liệu tiêu dùng. Tổng sản phẩm xã hội là 9.000. Điều kiện cơ bản để thực hiện trong tái sản xuất giản đơn tư bản xã hội sẽ là: khu vực 1, mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc bằng khu vực 2C. Thứ hai, điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất mở rộng. Muốn có tái sản xuất mở rộng, phải biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản bất biến phụ thêm, tức là C, và tư bản khả biến phụ thêm, tức là V. Nhưng các bộ phận giá trị phụ thêm đó phải tìm được những nguồn cung về tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng phụ thêm dưới hình thái vật chất tương ứng với nhu cầu của nó. Muốn có thêm tư liệu sản xuất, thì khu vực 1 phải cung ứng lượng tư liệu sản xuất nhiều hơn trong tái sản xuất giản đơn, để không những phụ thêm tư liệu sản xuất cho khu vực 1, mà cả cho khu vực 2. Ngược lại, khu vực 2 cũng phải sản xuất ra lượng tư liệu tiêu dùng nhiều hơn, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng thêm của cả hai khu vực. Điều đó làm cơ cấu sản xuất xã hội có những thay đổi. Do việc cung cấp tăng thêm số lượng tư liệu sản xuất có vai trò quyết định nhất đối với tái sản xuất mở rộng, nên các Marx đã đưa ra mô hình tái sản xuất mở rộng tư bản xã hội như sau. Khu vực 1. 4.000C cộng 1.000V cộng 1.000M bằng 6.000 tư liệu sản xuất. Khu vực 2. 1.500C cộng 750V cộng 750M bằng 3.000 tư liệu tiêu dùng. Điều kiện cơ bản để thực hiện trong tái sản xuất mở rộng tư bản xã hội là: khu vực 1, mở ngoặc V cộng M đóng ngoặc lớn hơn khu vực 2, C. C. Sự phát triển của Lenin đối với lý luận tái sản xuất tư bản xã hội của các Marx. Lenin đã áp dụng lý luận của các Marx về tái sản xuất tư bản xã hội để nghiên cứu sự hình thành thị trường tư bản chủ nghĩa do kết quả trực tiếp của việc phát triển lực lượng sản xuất dưới tác động của tiến bộ kỹ thuật. Lenin đã chú ý đến sự tăng lên của cấu tạo hữu cơ tư bản. Trong cả hai khu vực, cấu tạo hữu cơ của tư bản đều tăng lên, nhưng cấu tạo hữu cơ khu vực 1 tăng nhanh hơn khu vực 2. Căn cứ vào thực tế đó, phân tích sự phát triển của tư bản xã hội trong nhiều năm. Cuối cùng, Lenin đã nêu lên một biểu so sánh về sự tăng lên của các bộ phận khác nhau của tổng sản phẩm xã hội và kết luận: sản xuất tư liệu sản xuất, để tạo ra tư liệu sản xuất phát triển nhanh nhất, sau đó sản xuất tư liệu sản xuất, để tạo ra tư liệu tiêu dùng, và cuối cùng chậm nhất là sự phát triển của sản xuất tư liệu tiêu dùng. Đó cũng là nội dung của quy luật ưu tiên phát triển sản xuất tư liệu sản xuất. Quy luật này là quy luật kinh tế của tái sản xuất tư bản mở rộng trong điều kiện kỹ thuật ngày càng tiến bộ. 3. Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản. A. Bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản. Nếu như trong sản xuất hàng hóa giản đơn, với sự phát triển của chức năng phương tiện thanh toán của tiền tệ đã làm xuất hiện khả năng nổ ra khủng hoảng kinh tế, thì đến chủ nghĩa tư bản, khi nền sản xuất đã xã hội hóa cao độ, khủng hoảng kinh tế là điều không tránh khỏi. Từ đầu thế kỷ thứ 19, sự ra đời của đại công nghiệp cơ khí đã làm cho quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa bị gián đoạn bởi những cuộc khủng hoảng có tính chu kỳ. Hình thức đầu tiên và phổ biến trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là khủng hoảng sản xuất thừa. Khi khủng hoảng nổ ra, hàng hóa không tiêu thụ được, sản xuất bị thu hẹp
nhiều doanh nghiệp bị vỡ nợ, phá sản, thợ thuyền bị thất nghiệp, thị trường bị rối loạn. Tình trạng thừa hàng hóa không phải là so với nhu cầu của xã hội, mà là thừa so với sức mua có hạn của quần chúng lao động. Trong lúc khủng hoảng thừa đang nổ ra, hàng hóa đang bị phá hủy, thì hàng triệu người lao động lại lâm vào tình trạng đói khổ vì họ không có khả năng thanh toán. Nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt nguồn từ chính mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Đó là mâu thuẫn giữa trình độ xã hội hóa cao của lực lượng sản xuất với chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Mâu thuẫn này biểu hiện ra thành các mâu thuẫn sau. Thứ nhất, mâu thuẫn giữa tính tổ chức, tính kế hoạch trong từng xí nghiệp rất chặt chẽ và khoa học với khuynh hướng tự phát vô chính phủ trong toàn xã hội. Thứ hai, mâu thuẫn giữa khuynh hướng tích lũy, mở rộng, không có giới hạn của tư bản với sức mua ngày càng eo hẹp của quần chúng do bị bần cùng hóa. Thứ ba, mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp tư bản và giai cấp lao động làm thuê. Cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên nổ ra vào năm 1825 ở nước Anh và cuộc khủng hoảng đầu tiên diễn ra trên quy mô thế giới nổ ra vào năm 1847. B. Tính chu kỳ của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản. Khủng hoảng kinh tế xuất hiện làm cho quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa tư bản mang tính chu kỳ. Trong giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản, cứ khoảng từ 8 đến 12 năm, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa lại phải trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế. Chu kỳ kinh tế của chủ nghĩa tư bản là khoảng thời gian nền kinh tế tư bản chủ nghĩa vận động từ đầu cuộc khủng hoảng này đến đầu cuộc khủng hoảng sau. Chu kỳ kinh tế gồm 4 giai đoạn: khủng hoảng, tiêu điều, phục hồi và hưng thịnh. Thứ nhất, khủng hoảng là giai đoạn khởi điểm của chu kỳ kinh tế mới. Ở giai đoạn này, hàng hóa ế thừa, ứ động, giá cả giảm mạnh, sản xuất đình trệ, xí nghiệp đóng cửa, công nhân thất nghiệp hàng loạt, tiền công hạ xuống, tư bản mất khả năng thanh toán các khoản nợ, phá sản, lực lượng sản xuất bị phá hoại nghiêm trọng. Đây là giai đoạn mà các mâu thuẫn biểu hiện dưới hình thức xung đột dữ dội. Thứ hai, tiêu điều. Đặc điểm ở giai đoạn này là sản xuất ở trạng thái trì trệ, không còn tiếp tục đi xuống nhưng cũng không tăng lên, thương nghiệp vẫn đình đốn, hàng hóa được đem bán hạ giá, tư bản để rỗi nhiều vì không có nơi đầu tư. Trong giai đoạn này, để thoát khỏi tình trạng bế tắc, các nhà tư bản còn trụ lại được tìm cách giảm chi phí bằng cách hạ thấp tiền công, tăng cường độ và thời gian lao động của công nhân, đổi mới tư bản cố định làm cho sản xuất vẫn còn có lời trong tình hình hạ giá. Việc đổi mới tư bản cố định làm tăng nhu cầu về tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng, tạo điều kiện cho sự phục hồi chung của nền kinh tế. Thứ ba, phục hồi là giai đoạn mà các xí nghiệp được khôi phục và mở rộng sản xuất, công nhân lại được thu hút vào làm việc, mức sản xuất đạt đến quy mô cũ, vật giá tăng lên, lợi nhuận của tư bản do đó cũng tăng lên. Thứ tư, hưng thịnh là giai đoạn sản xuất phát triển vượt quá điểm cao nhất mà chu kỳ trước đó đã đạt được. Nhu cầu và khả năng tiêu thụ hàng hóa tăng, xí nghiệp được mở rộng và xây dựng thêm, nhu cầu tín dụng tăng, ngân hàng tung tiền cho vay, năng lực sản xuất lại vượt quá sức mua của xã hội, do đó lại tạo điều kiện cho một cuộc khủng hoảng kinh tế mới. Khủng hoảng kinh tế không chỉ diễn ra trong công nghiệp mà trong cả nông nghiệp. Nhưng khủng hoảng trong nông nghiệp thường kéo dài hơn khủng hoảng trong công nghiệp. Sở dĩ như vậy là do chế độ độc quyền sở hữu về ruộng đất đã cản trở việc đổi mới tư bản cố định để thoát khỏi khủng hoảng. Mặt khác, trong nông nghiệp vẫn còn một bộ phận không nhỏ những người tiểu nông, điều kiện sống duy nhất của họ là tạo ra nông phẩm hàng hóa trên đất canh tác của mình. Vì vậy, họ phải duy trì sản xuất ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng. Trong chủ nghĩa tư bản hiện nay, khủng hoảng kinh tế vẫn không tránh khỏi, nhưng có sự can thiệp tích cực của nhà nước tư bản vào quá trình kinh tế. Sự can thiệp này mặc dù không triệt tiêu được khủng hoảng và chu kỳ trong nền kinh tế, nhưng đã làm cho tác động phá hoại của khủng hoảng bị hạn chế bớt. Năm La Mã, các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư. Giá trị thặng dư là một phạm trù nói lên mục đích của sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trong đời sống thực tế của xã hội tư bản, giá trị thặng dư chuyển hóa và biểu hiện thành lợi nhuận công nghiệp, lợi nhuận thương nghiệp, lợi nhuận ngân hàng, lợi tức cho vay, địa tô tư bản chủ nghĩa. Ở đây,
chúng ta nghiên cứu những hình thái biểu hiện cụ thể đó của giá trị thặng dư, đồng thời khẳng định quy luật vận động của chúng trong điều kiện tự do cạnh tranh của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. A. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Như chúng ta đã biết, muốn tạo ra giá trị hàng hóa, tất yếu phải chi phí một số lao động nhất định, gọi là chi phí lao động, bao gồm lao động quá khứ và lao động hiện tại. Lao động quá khứ, tức là lao động vật hóa, tức là giá trị của tư liệu sản xuất. C. Lao động hiện tại, tức là lao động sống, tức là lao động tạo ra giá trị mới. V cộng M. Đứng trên quan điểm xã hội mà xét, chi phí lao động là chi phí thực tế của xã hội. Chi phí này tạo ra giá trị hàng hóa, ký hiệu giá trị hàng hóa là V đúc. Công thức V đúc bằng C cộng V cộng M. Về mặt lượng, chi phí thực tế bằng giá trị hàng hóa. Song, đối với nhà tư bản, họ không phải chi phí lao động để sản xuất hàng hóa, cho nên họ không quan tâm đến điều đó. Trên thực tế, họ chỉ quan tâm đến việc ứng tư bản để mua tư liệu sản xuất, C, và mua sức lao động, V. Do đó, nhà tư bản chỉ xem hao phí hết bao nhiêu tư bản, chứ không tính đến hao phí hết bao nhiêu lao động xã hội. Các Marx gọi chi phí đó là chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, ký hiệu là K. Công thức K bằng C cộng V. Vậy, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là chi phí về tư bản mà nhà tư bản bỏ ra để sản xuất hàng hóa. Khi xuất hiện chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, thì công thức giá trị hàng hóa V đúc bằng C cộng V cộng M sẽ chuyển thành V đúc bằng K cộng M. Như vậy, giữa chi phí thực tế và chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa có sự khác nhau về cả mặt chất lẫn mặt lượng. Về mặt chất, chi phí thực tế là chi phí lao động, phản ánh đúng, đầy đủ hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tạo ra giá trị hàng hóa. Còn chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, K, chỉ phản ánh hao phí tư bản của nhà tư bản mà thôi, nó không tạo ra giá trị hàng hóa. Vì vậy, các Marx chỉ rõ phạm trù chi phí sản xuất không có quan hệ gì với sự hình thành giá trị hàng hóa, cũng như không có quan hệ gì với quá trình làm cho tư bản tăng thêm giá trị. Về mặt lượng, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn luôn nhỏ hơn chi phí thực tế. Mở ngoặc C cộng V đóng ngoặc nhỏ hơn mở ngoặc C cộng V cộng M đóng ngoặc. Vì tư bản sản xuất được chia thành tư bản cố định và tư bản lưu động, cho nên chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn luôn nhỏ hơn tư bản ứng trước, K lớn. Ví dụ, một nhà tư bản sản xuất đầu tư tư bản với số tư bản cố định, C1, là 1.200 đơn vị tiền tệ. Số tư bản lưu động, C2 và V, là 480 đơn vị tiền tệ. Trong đó, giá trị của nguyên, nhiên, vật liệu, là C2, là 300. Tiền công, tức là V, bằng 180. Nếu tư bản cố định hao mòn hết trong 10 năm, tức là mỗi năm hao mòn 120 đơn vị tiền tệ, thì chi phí sản xuất, K nhỏ là 120 cộng 480 bằng 600 đơn vị tiền tệ. Tư bản ứng trước, K lớn là 1.200 cộng 480 bằng 1.680 đơn vị tiền tệ. Tức là K lớn sẽ lớn hơn K nhỏ. Nhưng khi nghiên cứu, các Marx thường giả định tư bản cố định hao mòn hết trong một năm, nên tổng tư bản ứng trước, K lớn, và chi phí sản xuất luôn bằng nhau, tức là K lớn bằng K nhỏ. Việc hình thành chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, K nhỏ, che đậy thực chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản, giá trị hàng hóa, V đúc bằng K nhỏ cộng M nhỏ, trong đó K nhỏ bằng C cộng V. Nhìn vào công thức trên thì sự phân biệt giữa C và V đã biến mất. Người ta thấy dường như K nhỏ sinh ra M nhỏ. Chính ở đây chi phí lao động bị che lấp bởi chi phí tư bản, K nhỏ. Lao động là thực thể, là nguồn gốc của giá trị thì bị biến mất. Và giờ đây hình như toàn bộ chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa sinh ra giá trị thặng dư. B. Lợi nhuận. Giữa giá trị hàng hóa và chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn luôn có khoảng chênh lệch, cho nên
Sau khi bán hàng hóa, giả định là giá cả bằng giá trị, nhà tư bản không những bù đắp đủ số tư bản đã ứng ra, mà còn thu về được một số tiền lời ngang bằng với M. Số tiền này được gọi là lợi nhuận, ký hiệu là P nhỏ. Giá trị thặng dư được so với toàn bộ tư bản ứng trước, được quan niệm là con đẻ của toàn bộ tư bản ứng trước, sẽ mang hình thức biến tướng là lợi nhuận. Nếu ký hiệu lợi nhuận là P nhỏ, thì công thức V đúc bằng C cộng V cộng M bằng K nhỏ cộng M. Bây giờ sẽ chuyển thành V đúc bằng K nhỏ cộng P. Vậy giữa P và M có gì giống và khác nhau? Thứ nhất, giống nhau. Cả lợi nhuận P nhỏ và giá trị thặng dư M nhỏ đều có chung một nguồn gốc là kết quả lao động không công của công nhân. Thứ hai, khác nhau. Phạm trù giá trị thặng dư phản ánh đúng nguồn gốc và bản chất của nó là kết quả của sự chiếm đoạt lao động không công của công nhân. Phạm trù lợi nhuận chẳng qua chỉ là một hình thái thần bí hóa của giá trị thặng dư. Các Marx viết, giá trị thặng dư hay là lợi nhuận chính là phần giá trị dôi ra ấy của giá trị hàng hóa so với chi phí sản xuất của nó, nghĩa là phần dôi ra của tổng số lượng lao động chứa đựng trong hàng hóa so với số lượng lao động được trả công chứa đựng trong hàng hóa. Vì vậy, phạm trù lợi nhuận phản ánh sai lệch bản chất quan hệ xã hội giữa nhà tư bản và lao động làm thuê, vì nó làm cho người ta hiểu lầm rằng giá trị thặng dư không phải chỉ do lao động làm thuê tạo ra. Nguyên nhân của hiện tượng đó là, thứ nhất, sự hình thành chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xóa nhòa sự khác nhau giữa C và V, nên việc P sinh ra trong quá trình sản xuất nhờ bộ phận V được thay thế bằng K nhỏ, C cộng V. Bây giờ, P được quan niệm là con đẻ của toàn bộ tư bản ứng trước. Thứ hai, do chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn nhỏ hơn chi phí sản xuất thực tế, cho nên nhà tư bản chỉ cần bán hàng hóa cao hơn chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa và có thể thấp hơn giá trị hàng hóa là đã có lợi nhuận. Đối với nhà tư bản, họ cho rằng lợi nhuận là do việc mua bán, do lưu thông tạo ra, do tài kinh doanh của nhà tư bản mà có. Điều này được thể hiện ở chỗ, nếu nhà tư bản bán hàng hóa với giá cả bằng giá trị của nó, thì khi đó P bằng M. Nếu bán với giá cả cao hơn giá trị, thì khi đó P lớn hơn M. Nếu bán với giá cả nhỏ hơn giá trị hàng hóa, thì khi đó P nhỏ hơn M. Nhưng xét trên phạm vi toàn xã hội và trong thời gian dài, thì tổng giá cả bằng tổng giá trị, nên tổng lợi nhuận cũng bằng tổng giá trị thặng dư. Chính sự không nhất trí về lượng giữa P và M nên càng che giấu thực chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản. C. Tỷ suất lợi nhuận. Trên thực tế, các nhà tư bản không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà còn quan tâm đến tỷ suất lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số tính theo phần trăm giữa giá trị thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trước. Nếu ký hiệu tỷ suất lợi nhuận là P phết, ta có P phết bằng thương số M trên C cộng V nhân 100%. Lợi nhuận là hình thức chuyển hóa của giá trị thặng dư, nên tỷ suất lợi nhuận cũng là sự chuyển hóa của tỷ suất giá trị thặng dư. Vì vậy, chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng giữa M phết và P phết lại có sự khác nhau cả về chất và lượng. Về mặt chất, M phết phản ánh trình độ bóc lột của nhà tư bản đối với công nhân làm thuê, còn P phết không thể phản ánh được điều đó, mà chỉ nói lên mức doanh lợi của việc đầu tư tư bản. Tỷ suất lợi nhuận chỉ cho nhà tư bản biết tư bản của họ đầu tư vào đâu thì có lợi hơn. Do đó, việc thu lợi nhuận và theo đuổi tỷ suất lợi nhuận là động lực thúc đẩy các nhà tư bản, là mục tiêu cạnh tranh của các nhà tư bản. Về mặt lượng, P phết luôn luôn nhỏ hơn M phết, vì P phết bằng thương số M trên C cộng V nhân 100%, còn M phết bằng thương số M trên V nhân 100%. D. Những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận. Tỷ suất giá trị thặng dư. Tỷ suất giá trị thặng dư càng cao thì tỷ suất lợi nhuận càng lớn và ngược lại. Cấu tạo hữu cơ của tư bản. Trong điều kiện tỷ suất giá trị thặng dư không đổi, nếu cấu tạo hữu cơ tư bản càng cao
thì tỷ suất lợi nhuận càng giảm và ngược lại. Tốc độ chu chuyển của tư bản. Nếu tốc độ chu chuyển của tư bản càng lớn, thì tần suất sản sinh ra giá trị thặng dư trong năm của tư bản ứng trước càng nhiều lần. Giá trị thặng dư theo đó mà tăng lên làm cho tỷ suất lợi nhuận cũng càng tăng. Tiết kiệm tư bản bất biến. Trong điều kiện tỷ suất giá trị thặng dư và tư bản khả biến không đổi, nếu tư bản bất biến càng nhỏ thì tỷ suất lợi nhuận càng lớn. Vì theo công thức, P phép bằng thương số M trên C cộng V nhân 100%. Rõ ràng khi M và V không đổi, nếu C càng nhỏ thì P phép càng lớn. Bốn nhân tố trên đây đều được các nhà tư bản sử dụng, khai thác một cách triệt để để đạt được tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Song với những đặc điểm, điều kiện khác nhau, nên cùng một lượng tư bản như nhau đầu tư vào các ngành sản xuất khác nhau, thì tỷ suất lợi nhuận đạt được lại khác nhau. Vì vậy các nhà tư bản ra sức cạnh tranh kịch liệt với nhau và dẫn tới việc hình thành lợi nhuận bình quân. 2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. A. Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường. Cạnh tranh xuất hiện và gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa. Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa những người sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện có lợi về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để thu lợi nhuận cao nhất. Trong sản xuất tư bản chủ nghĩa, tồn tại hai loại cạnh tranh là cạnh tranh trong nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành. Cạnh tranh trong nội bộ ngành là sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp trong cùng một ngành cùng sản xuất ra một loại hàng hóa, nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa có lợi hơn để thu lợi nhuận siêu ngạch. Biện pháp cạnh tranh, các nhà tư bản thường xuyên cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, làm cho giá trị cá biệt của hàng hóa xí nghiệp sản xuất ra thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa đó để thu được lợi nhuận siêu ngạch. Kết quả của cạnh tranh nội bộ ngành là hình thành nên giá trị xã hội, tức là giá trị thị trường, của từng loại hàng hóa. Điều kiện sản xuất trung bình trong một ngành thay đổi do kỹ thuật sản xuất phát triển, năng suất lao động tăng lên, giá trị xã hội, tức là giá trị thị trường, của hàng hóa giảm xuống. Chúng ta biết rằng, trong các đơn vị sản xuất khác nhau, do điều kiện sản xuất, điều kiện kỹ thuật, tổ chức sản xuất, trình độ tay nghề công nhân v.v. khác nhau, cho nên hàng hóa có giá trị cá biệt khác nhau, nhưng trên thị trường các hàng hóa phải bán theo giá trị xã hội, giá trị thị trường. Theo các Marx thì, một mặt phải coi giá trị thị trường là giá trị trung bình của những hàng hóa được sản xuất ra trong một khu vực sản xuất nào đó. Mặt khác, lại phải coi giá trị thị trường là giá trị cá biệt của những hàng hóa được sản xuất ra trong những điều kiện trung bình của khu vực đó, và chiếm một khối lượng lớn trong số những sản phẩm của khu vực này. B. Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân. Cạnh tranh giữa các ngành là sự cạnh tranh giữa các ngành sản xuất khác nhau nhằm mục đích tìm nơi đầu tư có lợi hơn, tức là nơi nào có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Biện pháp cạnh tranh: tự do di chuyển tư bản từ ngành này sang ngành khác, tức là phân phối tư bản C và V vào các ngành sản xuất khác nhau. Kết quả của cuộc cạnh tranh này là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá trị hàng hóa truyền thành giá cả sản xuất. Chúng ta đều biết, các ngành sản xuất có những điều kiện tự nhiên, kinh tế, kỹ thuật và tổ chức quản lý khác nhau, nên tỷ suất lợi nhuận khác nhau. Giả sử có 3 ngành sản xuất khác nhau, tư bản của mỗi ngành đều bằng 100, tỷ suất giá trị thặng dư đều bằng 100% tốc độ chu chuyển của tư bản ở các ngành đều như nhau. Nhưng do cấu tạo hữu cơ của tư bản ở từng ngành khác nhau, nên tỷ suất lợi nhuận khác nhau. Ví dụ, các em kẻ bảng gồm có 5 cột, 4 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, ngành sản xuất. Cột 2, chi phí sản xuất. Cột 3, M phép, tính bằng phần trăm. Cột 4, khối lượng, tính bằng M. Cột 5, P phép, tính bằng phần trăm. Hàng thứ hai, cột 1, cơ khí. Cột 2, 80C cộng 20V. Cột 3, 100. Cột 4, 20. Cột 5,
20. Hàng thứ 3, cột 1, dệt. Cột 2, 70C, cộng 30V. Cột 3, 100. Cột 4, 30. Cột 5, 30. Hàng thứ 4, cột 1, da. Cột 2, 60C, cộng 40V. Cột 3, 100. Cột 4, 40. Cột 5, 40. Như vậy, cùng một lượng tư bản đầu tư, nhưng do cấu tạo hữu cơ khác nhau nên tỷ suất lợi nhuận khác nhau, nhà tư bản ở ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp không thể bằng lòng đứng yên trong khi những ngành khác có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Trong ví dụ trên, ngành da là ngành có cấu tạo hữu cơ của tư bản thấp nhất, nhưng tỷ suất lợi nhuận lại là cao nhất. Ngược lại, ngành cơ khí là ngành có cấu tạo hữu cơ của tư bản cao nhất, nhưng tỷ suất lợi nhuận lại thấp nhất. Vì vậy, tư bản ở ngành cơ khí, ngành dệt sẽ tự phát di chuyển sang ngành da, làm cho sản phẩm của ngành da nhiều lên, cung lớn hơn cầu. Do đó, giá cả hàng hóa của ngành da sẽ hạ thấp hơn giá trị của nó và tỷ suất lợi nhuận của ngành này giảm xuống. Ngược lại, ngành cơ khí là ngành mà cả xã hội đều muốn né tránh vì tỷ suất lợi nhuận thấp nhất nên sản phẩm của ngành cơ khí sẽ giảm đi, cung thấp hơn cầu, nên giá cả sẽ cao hơn giá trị và do đó tỷ suất lợi nhuận ở ngành cơ khí sẽ tăng lên. Như vậy, do hiện tượng di chuyển tư bản từ ngành này sang ngành khác làm cho ngành có cung, tức là hàng hóa, lớn hơn cầu, tức là hàng hóa, thì giá cả giảm xuống, còn ngành có cầu, hàng hóa, lớn hơn cung, hàng hóa, thì giá cả tăng lên. Sự tự do di chuyển tư bản từ ngành này sang ngành khác làm thay đổi cả tỷ suất lợi nhuận cá biệt vốn có của các ngành. Sự tự do di chuyển tư bản này chỉ tạm dừng lại khi tỷ suất lợi nhuận ở tất cả các ngành đều xấp xỉ bằng nhau, kết quả là hình thành nên tỷ suất lợi nhuận bình quân. Tỷ suất lợi nhuận bình quân là tỷ số tính theo phần trăm giữa tổng giá trị thặng dư và tổng số tư bản xã hội đã đầu tư vào các ngành của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, ký hiệu là trung bình của PFS. Nếu ký hiệu là trung bình của PFS là tỷ suất lợi nhuận bình quân thì trung bình của PFS bằng sigma M chia cho sigma của C cộng V nhân 100%. Theo thí dụ trên thì trung bình của PFS bằng thương số 90 trên 300 nhân 100% bằng 30%. Các Marx cho rằng những tỷ suất lợi nhuận hình thành trong những ngành sản xuất khác nhau, lúc đầu rất khác nhau, do ảnh hưởng của cạnh tranh, những tỷ suất lợi nhuận khác nhau đó san bằng thành tỷ suất lợi nhuận chung, đó là con số trung bình của tất cả những tỷ suất lợi nhuận khác nhau. Khi hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân, thì lượng lợi nhuận của tư bản ở các ngành sản xuất khác nhau đều tính theo tỷ suất lợi nhuận bình quân và do đó nếu lượng tư bản ứng ra bằng nhau, dù đầu tư vào ngành nào cũng đều thu được lợi nhuận bằng nhau, gọi là lợi nhuận bình quân. Vậy, lợi nhuận bình quân là số lợi nhuận bằng nhau của những tư bản bằng nhau, đầu tư vào những ngành khác nhau, bất kể cấu tạo hữu cơ của tư bản như thế nào, ký hiệu là trung bình của P. Trung bình của P bằng trung bình của P phép nhân với K nhỏ. Theo ví dụ trên, thì lợi nhuận bình quân của cả ba ngành đều được tính như sau. Trung bình của P bằng 30% nhân 100 bằng 30. Như vậy, trong giai đoạn cạnh tranh tự do của chủ nghĩa tư bản, giá trị thặng dư biểu hiện thành lợi nhuận bình quân và quy luật giá trị thặng dư cũng biểu hiện thành quy luật lợi nhuận bình quân. Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và lợi nhuận bình quân đã che giấu hơn nữa thực chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân P phép và lợi nhuận bình quân P góp phần vào điều tiết nền kinh tế chứ không làm chấm dứt quá trình cạnh tranh trong xã hội tư bản, trái lại cạnh tranh vẫn tiếp diễn. 3. Sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất. Cùng với sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và lợi nhuận bình quân thì giá trị hàng hóa chuyển hàng hóa thành giá cả sản xuất. Giá cả sản xuất bằng chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân. Giá cả sản xuất bằng K cộng trung bình của P. Tiền đề của giá cả sản xuất là sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân. Điều kiện để giá trị hàng hóa chuyển hóa thành giá cả sản xuất gồm có
đại công nghiệp cơ khí tư bản chủ nghĩa phát triển, sự liên hệ rộng rãi giữa các ngành sản xuất, quan hệ tín dụng phát triển, tư bản tự do di chuyển từ ngành này sang ngành khác. Trong sản xuất hàng hóa giản đơn thì giá cả hàng hóa xoay quanh giá trị hàng hóa. Giờ đây giá cả hàng hóa sẽ xoay quanh giá cả sản xuất. Xét về mặt lượng, ở mỗi ngành giá cả sản xuất và giá trị hàng hóa có thể không bằng nhau. Nhưng đứng trên phạm vi toàn xã hội thì tổng giá cả sản xuất luôn bằng tổng giá trị hàng hóa. Trong mối quan hệ này thì giá trị vẫn là cơ sở, là nội dung bên trong giá cả sản xuất. Giá cả sản xuất là cơ sở của giá cả thị trường và giá cả thị trường xoay quanh giá cả sản xuất. Quá trình hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất có thể tóm tắt ở bảng sau đây. Các em kẻ bảng gồm có 8 cột, 5 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, ngành sản xuất. Cột 2, tư bản bất biến. Cột 3, tư bản khả biến. Cột 4, M với M phép bằng 100%. Cột 5, giá trị hàng hóa. Cột 6, trung bình của P. Cột 7, giá cả sản xuất của hàng hóa. Cột 8, chênh lệch giữa giá cả sản xuất và giá trị. Hàng thứ 2, cột 1, cơ khí. Cột 2, 80. Cột 3, 20. Cột 4, 20. Cột 5, 120. Cột 6, 30. Cột 7, 130. Cột 8, cộng 10. Hàng thứ 3, cột 1, dệt. Cột 2, 70. Cột 3, 30. Cột 4, 30. Cột 5, 130. Cột 6, 30. Cột 7, 130. Cột 8, 0. Hàng thứ 4, cột 1, da. Cột 2, 60. Cột 3, 40. Cột 4, 40. Cột 5, 140. Cột 6, 30. Cột 7, 130. Cột 8, trừ 10. Hàng thứ 5, cột 1, tổng số. Cột 2, 210. Cột 3, 90. Cột 4, 90. Cột 5, 390. Cột 6, 90. Cột 7, 390. Cột 8, 0. Như vậy, trong giai đoạn cạnh tranh tự do của chủ nghĩa tư bản, khi giá trị thặng dư chuyển hóa thành lợi nhuận bình quân, thì giá trị hàng hóa chuyển hóa thành giá cả sản xuất và quy luật giá trị cũng biểu hiện thành quy luật giá cả sản xuất. 4. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản. A. Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp. Thứ nhất, tư bản thương nghiệp dưới chủ nghĩa tư bản. Trong quá trình tuần hoàn và chu truyền của tư bản công nghiệp, thường xuyên có một bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản hàng hóa, viết tắt là H lớn phết, chờ để được chuyển hóa thành tư bản tiền tệ, viết tắt là T lớn phết. Do sự phát triển của phân công lao động xã hội, đến một trình độ nhất định, giai đoạn này được tách riêng ra trở thành chức năng chuyên môn của một loại hình tư bản kinh doanh riêng biệt, đó chính là tư bản thương nghiệp, tức là tư bản kinh doanh hàng hóa. Như vậy, trong chủ nghĩa tư bản thương nghiệp là một bộ phận của tư bản công nghiệp được tách rời ra và phục vụ quá trình lưu thông hàng hóa của tư bản công nghiệp. Công thức vận động của tư bản thương nghiệp là T lớn, gạch ngang, H lớn, gạch ngang, T lớn phết. Với công thức này, hàng hóa được chuyển chỗ hai lần. Một, từ tay nhà tư bản công nghiệp sang tay nhà tư bản thương nghiệp. Hai, từ tay nhà tư bản thương nghiệp sang tay người tiêu dùng. Điều này cho thấy tư bản thương nghiệp chỉ hoạt động trong lĩnh vực lưu thông và không bao giờ mang hình thái là tư bản sản xuất cả. Ra đời từ tư bản công nghiệp, song lại thực hiện một chức năng chuyên môn riêng tách rời khỏi chức năng sản xuất của tư bản công nghiệp, nên tư bản thương nghiệp có đặc điểm là vừa phụ thuộc vào tư bản công nghiệp lại vừa độc lập đối với tư bản công nghiệp. Thực tế cho thấy, sự ra đời và phát triển của tư bản thương nghiệp đã làm cho lưu thông hàng hóa phát triển, thị trường được mở rộng, hàng hóa được lưu thông nhanh chóng, do vậy đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của tư bản,
Từ đó nó cũng có tác động ngược lại, thúc đẩy sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Thứ hai, lợi nhuận thương nghiệp. Như ở trên đã cho thấy, tư bản thương nghiệp xét về chức năng là mua và bán, thì chỉ hoạt động trong lĩnh vực lưu thông, tách rời khỏi chức năng sản xuất của tư bản công nghiệp. Mà theo lý luận giá trị của các Marx, thì lưu thông không sáng tạo ra giá trị, cũng không sáng tạo ra giá trị thặng dư và lợi nhuận. Nhưng thực tế, các nhà tư bản thương nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa, thì tất cả đều nhằm vào lợi nhuận thương nghiệp, và kết quả là họ đều thu được lợi nhuận thương nghiệp. Vậy, bản chất của lợi nhuận thương nghiệp là gì? Nguồn gốc của nó là từ đâu? Sự thực thì, việc tạo ra giá trị thặng dư và phân chia giá trị thặng dư là hai vấn đề khác nhau. Lĩnh vực lưu thông cũng như hoạt động của các nhà tư bản thương nghiệp đúng là không tạo ra được giá trị thặng dư, nhưng do vị trí, tầm quan trọng của lưu thông đối với sự phát triển của sản xuất và tái sản xuất, nên các nhà tư bản thương nghiệp vẫn được tham gia vào việc phân chia giá trị thặng dư cùng với các nhà tư bản công nghiệp, và phần giá trị thặng dư mà các nhà tư bản thương nghiệp được chia chính là lợi nhuận thương nghiệp. Như vậy, lợi nhuận thương nghiệp là một phần của giá trị thặng dư được sáng tạo ra trong lĩnh vực sản xuất, và do nhà tư bản công nghiệp nhượng lại cho nhà tư bản thương nghiệp, để nhà tư bản thương nghiệp tiêu thụ hàng cho mình. Trên thực tế, các nhà tư bản thương nghiệp thu lợi nhuận thương nghiệp từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán, nhưng điều đó không có nghĩa là nhà tư bản thương nghiệp bán hàng hóa cao hơn giá trị của nó, mà là nhà tư bản thương nghiệp mua hàng của nhà tư bản công nghiệp với giá thấp hơn giá trị. Khi chấp nhận bán hàng với giá thấp hơn giá trị cho nhà tư bản thương nghiệp, có nghĩa là nhà tư bản công nghiệp đã chấp nhận nhượng một phần giá trị thặng dư cho nhà tư bản thương nghiệp. Sau đó, nhà tư bản thương nghiệp lại bán hàng cho người tiêu dùng với giá đúng giá trị của nó. Để làm rõ quá trình phân chia giá trị thặng dư giữa nhà tư bản công nghiệp và nhà tư bản thương nghiệp, ta xét ví dụ sau đây. Giả định, trong ví dụ này không xét đến chi phí lưu thông. Một nhà tư bản công nghiệp có một lượng tư bản ứng trước là 900, trong đó phân chia thành 700C cộng 180V. Giả định M phép bằng 100%, thì giá trị hàng hóa sẽ là 720C cộng 180V cộng 180M bằng 1080. Tỷ suất lợi nhuận công nghiệp là P phép CN bằng thương số 180 trên 900 nhân 100% bằng 20%. Nhưng khi nhà tư bản thương nghiệp tham gia vào quá trình kinh doanh, thì công thức trên đây sẽ thay đổi. Giả sử nhà tư bản thương nghiệp ứng ra 100 tư bản để kinh doanh. Như vậy, tổng tư bản ứng ra của cả hai nhà tư bản công nghiệp và thương nghiệp sẽ là 900 cộng 100 bằng 1.000, và tỷ suất lợi nhuận bình quân sẽ là trung bình của P bằng thương số 180 trên 900 nhân 100% bằng 18%. Theo tỷ suất lợi nhuận chung này, nhà tư bản công nghiệp chỉ thu được số lợi nhuận bằng 18% của số tư bản ứng ra, tức là 18% của 900 bằng 162, và nhà tư bản công nghiệp sẽ bán hàng hóa cho nhà tư bản thương nghiệp theo giá 900 cộng 162 bằng 1062. Còn nhà tư bản thương nghiệp sẽ bán hàng cho người tiêu dùng theo giá bằng giá trị hàng hóa, tức là 1080. Chênh lệch giữa giá bán và giá mua của nhà tư bản thương nghiệp chính là lợi nhuận thương nghiệp. Trong ví dụ này, lợi nhuận thương nghiệp sẽ là P thương nghiệp bằng 1080 trừ 1062 bằng 18. Khoản lợi nhuận thương nghiệp 18 này cũng tương ứng với tỷ suất 18% của tư bản thương nghiệp ứng trước. B. Tư bản cho vay và lợi tức cho vay. Tư bản cho vay dưới chủ nghĩa tư bản. Trong quá trình tuần hoàn và chu chuyển của tư bản công nghiệp, thường xuyên có một bộ phận tư bản tiền tệ ở trạng thái nhàn rỗi. Ví dụ, tiền trong quỹ khấu hao nhưng chưa đến kỳ đổi mới hoặc sửa chữa lớn tư bản cố định. Tiền mua nguyên, nhiên, vật liệu nhưng chưa đến kỳ hạn mua. Quỹ tiền lương để trả cho công nhân nhưng chưa đến kỳ phải trả. Phần giá trị thặng dư dùng để tích lũy mở rộng sản xuất nhưng chưa có cơ hội, vân vân. Tình trạng tiền để rỗi như vậy lại mâu thuẫn với bản chất của tư bản là luôn luôn vận động. Chỉ trong quá trình vận động tư bản mới có khả năng sinh lời. Mặt khác, cũng do có sự khác biệt về cơ hội kinh doanh giữa các nhà tư bản cá biệt. Vì vậy, nếu xét tại một thời điểm, sẽ có những nhà tư bản cá biệt có tiền để rỗi. Song,
lại có những nhà tư bản khác tìm được cơ hội đầu tư và lại rất cần tiền. Từ đó nảy sinh quan hệ cung cầu về tư bản tiền tệ và xuất hiện quan hệ vay mượn lẫn nhau. Trong đó, bên cung về tư bản tiền tệ chính là bên cho vay, còn bên cầu về tư bản tiền tệ chính là bên đi vay. Như vậy, tư bản cho vay là tư bản tiền tệ tạm thời nhàn rỗi mà người chủ sở hữu nó cho người khác sử dụng trong một thời gian nhằm nhận được số tiền lời nhất định. Số tiền lời đó được gọi là lợi tức, ký hiệu là Z. Tư bản cho vay có những đặc điểm khác căn bản với tư bản công nghiệp và tư bản thương nghiệp. Điều này được thể hiện ở chỗ, đối với tư bản cho vay thì quyền sở hữu tư bản tách rời quyền sử dụng tư bản. Tư bản cho vay là hàng hóa đặc biệt. Tư bản cho vay vận động theo công thức T, T phép, trong đó T phép bằng T cộng Z. Nhìn vào công thức này, sự vận động của tư bản cho vay chỉ biểu hiện mối quan hệ giữa nhà tư bản cho vay và nhà tư bản đi vay, tiền đẻ ra tiền. Do đó, quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa được che giấu một cách kín đáo nhất. Tư bản cho vay trở nên thần bí và được sùng bái nhất. Lợi tức và tỷ suất lợi tức. Lợi tức. Để làm rõ nguồn gốc và bản chất của lợi tức, cần phải xem xét dòng lưu chuyển của đồng tiền từ nhà tư bản cho vay đến nhà tư bản đi vay và ngược lại. Do có tư bản tiền tệ để rỗi, nên nhà tư bản cho vay đã chuyển tiền của mình cho nhà tư bản đi vay sử dụng. Tiền nhàn rỗi khi vào tay nhà tư bản đi vay sẽ trở thành tư bản hoạt động. Trong quá trình vận động, tư bản hoạt động sẽ thu được lợi nhuận bình quân, nhưng vì để có tư bản hoạt động, trước đó anh ta đã phải đi vay, nên nhà tư bản đi vay, tức tư bản hoạt động, không được hưởng toàn bộ lợi nhuận bình quân. Mà trong số lợi nhuận bình quân có một phần được trích ra để trả cho nhà tư bản cho vay dưới hình thức lợi tức. Phần còn lại của lợi nhuận bình quân chính là thu nhập của nhà tư bản đi vay, tức là tư bản hoạt động, còn được gọi là lợi nhuận doanh nghiệp. Như vậy, lợi tức, ký hiệu là Z, chính là một phần của lợi nhuận bình quân mà nhà tư bản đi vay phải trả cho nhà tư bản cho vay căn cứ vào lượng tư bản tiền tệ mà nhà tư bản cho vay đã bỏ ra cho nhà tư bản đi vay sử dụng. Nguồn gốc của lợi tức cũng chính là từ giá trị thặng dư do công nhân làm thuê sáng tạo ra từ trong lĩnh vực sản xuất. Vì vậy có thể khẳng định tư bản cho vay cũng gián tiếp bóc lột công nhân làm thuê thông qua nhà tư bản đi vay. Vì là một phần của lợi nhuận bình quân, nên thông thường giới hạn của lợi tức phải ở trong khoảng 0 nhỏ hơn Z nhỏ hơn bình quân của P. Tỷ suất lợi tức. Tỷ suất lợi tức là tỷ lệ tính theo phần trăm giữa tổng số lợi tức và số tư bản tiền tệ cho vay, thường tính theo tháng, quý, năm, vân vân. Nếu ký hiệu tỷ suất lợi tức là Z phép, ta có Z phép bằng thương số Z trên tổng số tư bản cho vay nhân 100%. Từ giới hạn của lợi tức, có thể suy ra giới hạn của tỷ suất lợi tức cũng phải ở trong khoảng 0 nhỏ hơn Z phẩy nhỏ hơn bình quân của P phẩy. Thông thường, tỷ suất lợi tức phải nhỏ hơn tỷ suất lợi nhuận bình quân, trừ trường hợp khủng hoảng, và phải lớn hơn số 0. Trong giới hạn đó, tỷ suất lợi tức lên xuống theo quan hệ cung cầu về tư bản cho vay và biến động theo chu kỳ vận động của tư bản công nghiệp. Cụ thể là tỷ suất lợi tức phụ thuộc vào các nhân tố sau đây. Một là tỷ suất lợi nhuận bình quân. Hai là tỷ lệ phân chia lợi nhuận bình quân thành lợi tức và lợi nhuận của nhà tư bản hoạt động. Ba là quan hệ cung cầu về tư bản cho vay. Trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản, tỷ suất lợi tức có xu hướng giảm, vì tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm và cung về tư bản cho vay có xu hướng tăng nhanh hơn cầu về tư bản cho vay. C. Quan hệ tín dụng tư bản chủ nghĩa, ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng. Quan hệ tín dụng tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản không thể phát triển mạnh mẽ nếu như không có quan hệ tín dụng ngày càng mở rộng. Tín dụng tư bản chủ nghĩa là hình thức vận động của tư bản cho vay. Dưới chủ nghĩa tư bản có hai hình thức tín dụng cơ bản là tín dụng thương nghiệp và tín dụng ngân hàng. Tín dụng thương nghiệp là hình thức tín dụng giữa các nhà tư bản trực tiếp kinh doanh, mua bán chịu hàng hóa với nhau. Việc mua bán chịu hàng hóa giữa các nhà tư bản có nghĩa là
Nhà tư bản này đã cho nhà tư bản kia vay một giá trị tư bản tương ứng với giá trị chứa đựng trong hàng hóa đó. Bởi vậy, người cho vay đòi hỏi phải được trả lợi tức. Giá hàng hóa bán chịu bao giờ cũng cao hơn giá hàng hóa trả tiền ngay, bởi vì còn bao gồm cả phần lợi tức trong đó. Tuy nhiên, mục đích chủ yếu của tín dụng thương nghiệp lại không phải là để thu lợi tức, mà là để thực hiện giá trị hàng hóa và thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Sự vận động của tín dụng thương nghiệp gắn liền với sự vận động của tư bản hàng hóa, vì đối tượng của tín dụng thương nghiệp là hàng hóa. Tín dụng ngân hàng là quan hệ vay mượn thông qua ngân hàng là môi giới. Đây là hình thức tín dụng giữa ngân hàng với các nhà tư bản trực tiếp kinh doanh và các tầng lớp dân cư khác trong xã hội. Sự vận động của tín dụng ngân hàng gắn liền với sự vận động của tư bản tiền tệ, vì đối tượng của tín dụng ngân hàng là tiền tệ. Ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng. Ngân hàng trong chủ nghĩa tư bản là xí nghiệp kinh doanh tư bản tiền tệ, làm môi giới giữa người đi vay và người cho vay. Ngân hàng có hai nghiệp vụ, nhận gửi và cho vay. Trong nghiệp vụ nhận gửi, ngân hàng trả lợi tức cho người gửi tiền, còn trong nghiệp vụ cho vay, ngân hàng thu lợi tức của người đi vay. Về nguyên tắc, lợi tức cho vay phải cao hơn lợi tức nhận gửi. Chênh lệch giữa lợi tức cho vay và lợi tức nhận gửi, sau khi trừ đi những chi phí về nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, cộng với các thu nhập khác về kinh doanh tư bản tiền tệ hình thành nên lợi nhuận ngân hàng. Trong cạnh tranh, rốt cuộc lợi nhuận ngân hàng cũng ngang bằng với lợi nhuận bình quân, nếu không sẽ lại diễn ra sự tự do di chuyển tư bản vào các ngành khác nhau. Nhờ có ngân hàng mà các nhà tư bản có điều kiện mở rộng sản xuất nhanh chóng hơn, có điều kiện tự do di chuyển tư bản từ ngành này sang ngành khác dễ dàng hơn, giảm được chi phí lưu thông, giảm lượng tiền mặt trong lưu thông, đẩy nhanh tốc độ quay vòng của đồng tiền. Phân biệt tư bản ngân hàng với tư bản cho vay. Tư bản ngân hàng có điểm khác biệt về căn bản so với tư bản cho vay, thể hiện ở điểm sau đây. Thứ nhất, tư bản cho vay là tư bản tiềm thế, tư bản tài sản là tư bản không hoạt động, vì vậy tư bản cho vay không tham gia vào quá trình bình quân hóa tỷ suất lợi nhuận. Lợi tức, thu nhập của tư bản cho vay chỉ là một phần của lợi nhuận bình quân. Thứ hai, tư bản ngân hàng là tư bản chức năng. Tư bản hoạt động nên tư bản ngân hàng cũng có tham gia vào quá trình bình quân hóa tỷ suất lợi nhuận. Trong tự do cạnh tranh, lợi nhuận ngân hàng cũng ngang bằng lợi nhuận bình quân. D. Công ty cổ phần. Tư bản giả và thị trường chứng khoán. Sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa và quan hệ tín dụng đã dẫn tới sự hình thành các công ty cổ phần và sự ra đời của thị trường chứng khoán. Thứ nhất, công ty cổ phần. Công ty cổ phần là một loại hình xí nghiệp lớn mà vốn của nó được hình thành từ sự đóng góp của nhiều người thông qua việc phát hành cổ phiếu. Cổ phiếu là một thứ chứng khoán có giá do công ty cổ phần phát hành, ghi nhận quyền sở hữu cổ phần của người mua cổ phiếu, được gọi là cổ đông. Đồng thời còn đảm bảo cho cổ đông có quyền được lĩnh một phần thu nhập của công ty, tức là cổ tức, căn cứ vào giá trị cổ phần và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Cổ phiếu được mua, bán trên thị trường chứng khoán theo thị giá cổ phiếu. Thị giá cổ phiếu được xác định tương đương với một số tiền, mà nếu đem gửi vào ngân hàng thì căn cứ theo tỷ suất lợi tức, tiền gửi hiện hành cũng sẽ đem lại một khoản lợi tức tương đương với mức cổ tức. Vì vậy, thị giá cổ phiếu phụ thuộc vào hai nhân tố. Một là mức cổ tức mà cổ phiếu mang lại. Mức cổ tức càng cao thì thị giá cổ phiếu càng lớn và ngược lại. Hai là tỷ suất lợi tức tiền gửi ngân hàng. Tỷ suất lợi tức tiền gửi ngân hàng càng cao thì thị giá cổ phiếu càng thấp và ngược lại. Thứ hai, về tư bản giả. Tư bản giả là tư bản tồn tại dưới hình thức các chứng khoán có giá và mang lại thu nhập cho người sở hữu các chứng khoán đó. Trên thực tế có hai loại chứng khoán phổ biến là cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành và trái phiếu. Trái phiếu cũng có hai loại. Loại do các doanh nghiệp phát hành được gọi là trái phiếu công ty hay trái phiếu doanh nghiệp với tư cách là những chứng khoán có giá chứng nhận khoản tiền vay nợ của doanh nghiệp đối với người mua trái phiếu.
Người mua trái phiếu không phải là cổ đông của doanh nghiệp, mà chỉ đơn thuần là người cho doanh nghiệp vay vốn với giá trị tương ứng với mệnh giá trái phiếu. Hết hạn, người sở hữu trái phiếu có quyền được hoàn trả số tiền đã mua trái phiếu theo mệnh giá kèm theo khoản lợi tức, gọi là lợi tức trái phiếu. Loại do chính phủ hay nhà nước phát hành được gọi là trái phiếu chính phủ. Công trái về bản chất cũng là một loại trái phiếu chính phủ. Về cơ bản, trái phiếu chính phủ cũng giống như trái phiếu doanh nghiệp. Sự khác nhau tập trung ở chỗ, chủ nợ của trái phiếu doanh nghiệp là doanh nghiệp, còn chủ nợ của trái phiếu chính phủ hay công trái chính là nhà nước. Tư bản giả có những đặc điểm sau. Một là có thể mang lại thu nhập cho người sở hữu nó. Hai là có thể mua bán được. Ba là vì là tư bản giả nên sự tăng hay giảm giá mua bán của nó trên thị trường không cần có sự thay đổi tương ứng của tư bản thật. Về thị trường chứng khoán. Trên thực tế, tất cả các chứng khoán có giá đều có thể giao dịch mua đi bán lại trên thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán là nơi mua bán các chứng khoán. Thị trường chứng khoán được phân thành hai cấp độ, thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán trong lần phát hành đầu tiên. Thị trường thứ cấp là thị trường mua đi bán lại các chứng khoán và thường được thực hiện thông qua các sở giao dịch chứng khoán. Việc mua bán này có thể diễn ra làm nhiều lần trên một đơn vị chứng khoán. Thị trường chứng khoán là thị trường phản ứng rất nhạy bén đối với các thay đổi của nền kinh tế. Vì vậy, người ta thường ví thị trường chứng khoán như là phong vũ biểu của nền kinh tế. E. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp và địa tô tư bản chủ nghĩa. Thứ nhất, sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp. So với lĩnh vực công nghiệp và thương nghiệp, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp xuất hiện muộn hơn. Trong lịch sử, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành trong nông nghiệp theo hai con đường điển hình. Thứ nhất, dần dần chuyển nền nông nghiệp địa chủ phong kiến sang kinh doanh theo phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, sử dụng lao động làm thuê, ví dụ như ở Đức, Italia, Nga Sa Hoàng, v.v. Thứ hai, thông qua cuộc cách mạng dân chủ tư sản, xóa bỏ chế độ canh tác ruộng đất theo kiểu phong kiến, phát triển chủ nghĩa tư bản trong nông nghiệp, ví dụ như ở Pháp, Anh, v.v. Đặc điểm nổi bật của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp là sự tồn tại của ba giai cấp chủ yếu, địa chủ, tức là người sở hữu ruộng đất, nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp, tức là các nhà tư bản thuê ruộng của địa chủ để kinh doanh, và công nhân nông nghiệp làm thuê. Thứ hai, bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa. Giống như các nhà tư bản kinh doanh trong công nghiệp, các nhà tư bản kinh doanh trong nông nghiệp cũng phải thu được lợi nhuận bình quân, nhưng vì phải thuê ruộng của địa chủ, nên ngoài lợi nhuận bình quân, nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp còn phải thu thêm được một phần giá trị thặng dư dôi ra nữa, tức là lợi nhuận siêu ngạch. Lợi nhuận siêu ngạch này tương đối ổn định và lâu dài, và nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phải trả cho địa chủ dưới hình thái địa tô tư bản chủ nghĩa. Vậy, địa tô tư bản chủ nghĩa là phần giá trị thặng dư còn lại sau khi đã khấu trừ đi phần lợi nhuận bình quân mà các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ. Thực chất, địa tô tư bản chủ nghĩa chính là một hình thức chuyển hóa của giá trị thặng dư siêu ngạch hay lợi nhuận siêu ngạch. Phân biệt địa tô tư bản chủ nghĩa với địa tô phong kiến, điểm giống nhau là đều là sự thực hiện về mặt kinh tế của quyền sở hữu về ruộng đất. Cả hai loại địa tô đều là kết quả của sự bóc lột đối với người lao động nông nghiệp. Điểm khác nhau là về mặt chất, địa tô phong kiến chỉ phản ánh quan hệ sản xuất giữa hai giai cấp, địa chủ và nông dân, trong đó địa chủ trực tiếp bóc lột nông dân, còn địa tô tư bản chủ nghĩa phản ánh quan hệ sản xuất giữa ba giai cấp, địa chủ, nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp và công nhân nông nghiệp làm thuê. Trong đó, địa chủ gián tiếp bóc lột công nhân nông nghiệp làm thuê thông qua nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp. Về mặt lượng, địa tô phong kiến bao gồm toàn bộ phần sản phẩm thặng dư do nông dân tạo ra, có khi còn lấn sang cả phần sản phẩm cần thiết. Còn địa tô tư bản chủ nghĩa chỉ là một phần của sản phẩm thặng dư, đó là phần sản phẩm tương ứng với phần giá trị thặng dư dôi ra, ngoài lợi nhuận bình quân của nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp. Thứ ba, các hình thức địa tô tư bản chủ nghĩa.
Địa tô chênh lệch. Địa tô chênh lệch là phần địa tô thu được ở trên những ruộng đất có lợi thế về điều kiện sản xuất, tức là độ màu mỡ của đất đai tốt hơn, vị trí gần thị trường, gần đường hơn hoặc ruộng đất được đầu tư để thâm canh. Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung, được quy định bởi điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu nhất, và giá cả sản xuất cá biệt. Hay có thể định lượng, địa tô chênh lệch bằng giá cả sản xuất chung trừ giá cả sản xuất cá biệt. Chúng ta biết trong công nghiệp, giá cả sản xuất được quy định bởi điều kiện sản xuất trung bình, còn trong nông nghiệp, nếu giá cả sản xuất được quy định trên ruộng đất có điều kiện sản xuất trung bình, thì trên ruộng đất xấu sẽ không có người canh tác và như vậy sẽ không đủ nông sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của xã hội. Vì vậy, trong nông nghiệp, giá cả sản xuất sẽ do điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu nhất quy định. Thực chất của địa tô chênh lệch là lợi nhuận siêu ngạch, nguồn gốc của nó là một phần giá trị thặng dư do công nhân nông nghiệp làm thuê tạo ra. Địa tô chênh lệch gắn với chế độ độc quyền kinh doanh ruộng đất theo lối tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, nếu như trong công nghiệp sự tồn tại của lợi nhuận siêu ngạch chỉ là hiện tượng tạm thời đối với từng tư bản cá biệt, thì trái lại, trong nông nghiệp, sự tồn tại của lợi nhuận siêu ngạch lại có tính ổn định và lâu dài. Nguyên nhân là do trong nông nghiệp ruộng đất là tư liệu sản xuất cơ bản, ruộng đất tốt, xấu khác nhau, đại bộ phận là xấu. Do người ta không tạo thêm được ruộng đất mà những ruộng đất tốt lại bị độc quyền kinh doanh kiểu tư bản chủ nghĩa cho thuê hết, nên buộc phải thuê cả ruộng đất xấu. Điều đó làm cho những nhà tư bản kinh doanh trên ruộng đất có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn, luôn thu được lợi nhuận siêu ngạch. Lợi nhuận siêu ngạch này tương đối ổn định và lâu dài vì nó dựa trên tính cố định của ruộng đất và độ màu mỡ tự nhiên của đất đai. Lợi nhuận siêu ngạch này sẽ chuyển hóa thành địa tô chênh lệch. Có hai loại địa tô chênh lệch là địa tô chênh lệch 1 và địa tô chênh lệch 2. Địa tô chênh lệch 1 là địa tô chênh lệch thu được trên những ruộng đất có độ màu mỡ tự nhiên thuộc loại trung bình và tốt, có vị trí gần thị trường hoặc gần đường giao thông. Sau đây là ví dụ về sự hình thành địa tô chênh lệch 1 thu được trên những ruộng đất có độ màu mỡ tự nhiên trung bình và tốt. Giả sử có 3 ruộng tương ứng với 3 mức độ màu mỡ khác nhau, tốt, trung bình và xấu. Tư bản đầu tư trên 3 thửa này đều bằng nhau, tất cả đều là 100 và tỷ suất lợi nhuận bình quân, ký hiệu là PFET, là 20%. Nhưng do khác nhau về độ màu mỡ của đất đai, nên sản lượng thu được trên 3 thửa này sẽ khác nhau. Cụ thể, thửa tốt có sản lượng là 6 tạ, thửa trung bình có sản lượng là 5 tạ, và thửa xấu có sản lượng là 4 tạ. Ta có bảng như sau. Các em kẻ bảng gồm có 7 cột, 4 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, loại ruộng. Cột 2, trung bình đầu tư. Cột 3, trung bình P. Cột 4, sản lượng, mở ngoặc, tạ, đóng ngoặc. Cột 5, giá cả sản xuất cá biệt. Tại cột này, chúng ta lại tiếp tục chia thành hai cột nhỏ. Cột nhỏ thứ nhất, của tổng sản phẩm. Cột nhỏ thứ hai, của một tạ. Cột 6, giá cả sản xuất chung. Cột này chúng ta cũng chia thành hai cột nhỏ. Cột nhỏ thứ nhất, của một tạ. Cột nhỏ thứ hai, của tổng sản phẩm. Cột 7, địa tô chênh lệch. Như vậy chúng ta có tất cả là 9 cột. Hàng thứ 2, cột 1. Tốt. Cột 2, 100. Cột 3, 20. Cột 4, 6. Cột 5, 120. Cột 6, 20. Cột 7, 30. Cột 8, 180. Cột 9, 60. Hàng thứ 3, cột 1, trung bình. Cột 2, 100. Cột 3, 20. Cột 4, 5. Cột 5, 120. Cột 6, 24. Cột 7, 30. Cột 8, 150. Cột 9, 30. Hàng thứ 4, cột 1, xấu. Cột 2, 100. Cột 3, 20. Cột 4, 4. Cột 5, 120, cột 6, 30, cột 7, 30, cột 8, 120, cột 9,
Không. Địa tô chênh lệch 2 là địa tô chênh lệch thu được do thâm canh mà có. Thâm canh là việc đầu tư thêm tư bản vào một đơn vị diện tích ruộng đất để nâng cao chất lượng canh tác của đất, nhằm tăng độ màu mỡ trên thửa ruộng đó, nâng cao sản lượng trên một đơn vị diện tích. Địa tô tuyệt đối. Địa tô tuyệt đối là loại địa tô mà tất cả các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp đều phải nộp cho địa chủ, cho dù ruộng đất là tốt hay xấu. Đây là loại địa tô thu trên mọi thứ đất. Chúng ta đều biết, dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, do có sự độc quyền tư hữu về ruộng đất, nên đã cản trở sự phát triển của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều đó thể hiện ở chỗ, nông nghiệp thường lạc hậu so với công nghiệp, cả về kinh tế lẫn kỹ thuật. Vì thế, cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp thường thấp hơn cấu tạo hữu cơ của tư bản trong công nghiệp. Vì vậy, nếu trình độ bóc lột ngang nhau, và với một lượng tư bản ứng ra bằng nhau, thì lượng giá trị thặng dư thu được trong nông nghiệp bao giờ cũng cao hơn lượng giá trị thặng dư thu được trong công nghiệp. Ví dụ, có hai nhà tư bản nông nghiệp và công nghiệp đều ứng ra một lượng tư bản là 100. Cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp là 3/2. Cấu tạo hữu cơ của tư bản trong công nghiệp là 4/1. Tỷ suất giá trị thặng dư trong cả hai ngành nông nghiệp và công nghiệp đều bằng nhau, bằng 100%, thì giá trị và giá trị thặng dư được sản xuất ra ở từng lĩnh vực là: trong nông nghiệp, 60C cộng 40V cộng 40M bằng 140. Trong công nghiệp, 80C cộng 20V cộng 20M bằng 120. Sự chênh lệch giữa giá trị nông sản phẩm với giá cả sản xuất chung làm hình thành địa tô tuyệt đối là 140 trừ 120 bằng 20. Sự độc quyền tư hữu ruộng đất đã ngăn cản quá trình tự do di chuyển tư bản từ các ngành khác vào nông nghiệp, và do đó đã ngăn cản quá trình bình quân hóa tỷ suất lợi nhuận giữa nông nghiệp và công nghiệp. Do vậy, trong nông nghiệp, nông sản phẩm được bán ra theo giá trị, chứ không bán theo giá cả sản xuất chung. Phần chênh lệch giữa giá trị nông sản phẩm và giá cả sản xuất chung cũng là phần chênh lệch giữa giá trị thặng dư được tạo ra trong nông nghiệp và lợi nhuận bình quân sẽ được giữ lại để nộp địa tô cho địa chủ. Vậy địa tô tuyệt đối là lợi nhuận siêu ngạch dôi ra ngoài lợi nhuận bình quân, được hình thành do cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp luôn thấp hơn cấu tạo hữu cơ của tư bản trong công nghiệp. Nó là số chênh lệch giữa giá trị nông sản phẩm và giá cả sản xuất chung. Địa tô tuyệt đối có điểm giống nhưng cũng có điểm khác biệt với địa tô chênh lệch. Điểm giống nhau. Về thực chất, địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch đều là lợi nhuận siêu ngạch, đều có nguồn gốc từ giá trị thặng dư, đều là kết quả của sự chiếm đoạt lao động thặng dư của công nhân nông nghiệp làm thuê. Điểm khác biệt. Độc quyền kinh doanh ruộng đất theo kiểu tư bản chủ nghĩa là nguyên nhân sinh ra địa tô chênh lệch, còn độc quyền tư hữu về ruộng đất là nguyên nhân sinh ra địa tô tuyệt đối. Vì vậy, việc xóa bỏ chế độ độc quyền tư hữu về ruộng đất chính là cơ sở để xóa bỏ địa tô tuyệt đối. Khi đó giá cả nông sản phẩm sẽ hạ xuống và có lợi cho người tiêu dùng. Ngoài hai loại địa tô chủ yếu là địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối, trong thực tế còn tồn tại một loại địa tô khác nữa như địa tô đất xây dựng, địa tô hầm mỏ, địa tô độc quyền v.v. Về cơ bản, các loại địa tô này đều là lợi nhuận siêu ngạch gắn với những lợi thế tự nhiên của đất đai. Theo các Marx, các loại địa tô ấy đều do địa tô nông nghiệp theo đúng nghĩa của danh từ này, có nghĩa là do địa tô nông nghiệp điều tiết. Giá cả ruộng đất. Ruộng đất trong xã hội tư bản không chỉ cho thuê mà còn được bán. Giá cả ruộng đất là một phạm trù kinh tế bất hợp lý, nhưng nó ẩn giấu một quan hệ kinh tế hiện thực. Giá cả ruộng đất là hình thức địa tô tư bản hóa. Bởi ruộng đất đem lại địa tô, tức là đem lại một thu nhập ổn định bằng tiền, nên nó được xem như là một loại tư bản đặc biệt. Còn địa tô được xem như là lợi tức của tư bản đó. Do vậy, giá cả ruộng đất chỉ là giá mua quyền thu địa tô do ruộng đất mang lại theo tỷ suất lợi tức hiện hành. Nó tỷ lệ thuận với địa tô và tỷ lệ nghịch với tỷ suất lợi tức tư bản gửi vào ngân hàng. Ví dụ, một mảnh đất hàng năm đem lại một địa tô là 200 USD. Tỷ suất lợi tức tiền gửi ngân hàng là 5%. Tỷ giá cả mảnh đất là 200 x 100 chia cho 5 bằng 4.000 USD. Vì với số tiền 4.000 USD đó, đem gửi ngân hàng với lãi suất 5% một năm,
cũng thu được một lợi tức là 200 đô ngang bằng địa tô thu được khi cho thuê ruộng đất. Lý luận địa tô tư bản chủ nghĩa của Marx không chỉ vạch rõ bản chất quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp, mà còn là cơ sở khoa học để xây dựng các chính sách thuế đối với nông nghiệp và các ngành khác có liên quan đến đất đai có hiệu quả hơn. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.